con bướm xinh, con bướm đây nè, đùa với giới lúa hoa đang giật mình. Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đây nè, đùa vui với góc nhà tình cha cha cha. Hữu hồn quý một con bướm bà, lâu lâu kỷ niệm được ba về sướng dễ sợ. Em là Việt Kiều đó nha, Việt Kiều Iraq, bán dầu hôi nhiều vàng vợ lên cổ. Em về đây em kiếm người thân, quý vị nào thấy người thân của em chỉ giùm em, em tặng cho mỗi người lít dầu, lít dầu, lít dầu, lít dầu. Anh này giỡn kỳ quá, mới nói cho lít dầu cái ông đòi cho hột quẹt à. Sợ chết à, giỡn vậy. Đừng cho hột quẹt em nó nổ nghe. Nói nghe, nhớ chỉ em người thân, mỗi người lít dầu, lít dầu, lít dầu, nhớ nghe. Cứ có là chỉ em liền, biết người thân là ai, em, ai không. Cái gì vậy? Cháy rồi hả? Đang xả mà. Trai đẹp, bận áo tình nhân hai đứa màu cam. Hỏi thăm chút được không? Việt Kiều phải không? Trời ơi, hỏi chính xác dễ sợ vậy đó. Nhìn thấy ăn mặc là biết Việt Kiều rồi. Ừ. Trời, hai đứa giờ hợp màu nhau quá. Giúp đỡ giùm em nha. Ừ, mới gặp tự nhiên là giúp đỡ. Mua giờ mấy cái kiến này em đã có tiền về quê. Quê đâu? Dạ Châu Đốc. Trời ơi, cùng quê luôn. Dạ hả? Mô đem bây giờ là phi công trẻ lái máy bay bà già. Chịu khó lái chị đi. Về tới đâu chị cũng về trơn Châu Đốc phải không? Dạ. Cùng quê. Giúp em. Nè Việt Kiều là phải xài kiến hiệu nha. Đây kiến hiệu nè. Kiến hiệu gì? Gia băng của Pháp. Tự nhiên bực bội à. Không biết tiếng Anh của mày đặt nói. Dạ. Gia băng nào mà của Pháp? Vậy cho của ai à? Gia băng là của Áp Bạc Kích Tăng. Nó vô nè. Dạ. Khi nào mà USA á mới là của Pháp. Trời ơi, Việt Kiều nói tiếng Mỹ hay quá vậy ta. Giúp đỡ em đi. Bao nhiêu nè? Dạ 200 đô thôi. Trời, giỡn hoài à. Cho tao lùng chứ tao có không. Nghĩ sao kiếm 200, 20 có biết mua chưa? Dạ nhiêu à? 20. Rồi bán luôn. Bao nhiêu bán hả? Này lừa gạt nè. Đúng không? Không có. Giúp đỡ thằng em mồ côi mẹ đi. Mặt ông như ông nội tôi vậy. Mồ côi mẹ, mẹ nào mồ côi? Dạ, mấy đứa bé mồ côi mẹ bé, còn em già mồ côi mẹ già. À, đừng nhát tôi ông ơi. Cái này là lừa gạt tôi đúng không? Không. Được rồi, để tôi gọi điện ha. Tôi gọi điện cảnh sát tôi hỏi coi. Đi đâu hả? Đi mới cái nói cho cảnh sát cái bỏ đi liền. Không hạp. Lại đây hạp cho hỏi thăm cái coi nè. Nãy tôi cùng quê đúng không? Dạ. Cho hỏi thăm cái được không? Hỏi thăm không? Lát có tiền tiếp không? Chị kỳ á? Đâu có gì đâu kỳ, tại chị đi khỏi Việt Nam lâu quá chị không biết. Ở Việt Nam này cái gì cũng tiền không à. Thí dụ bán cái nhà thì mình được cây. À. Giới thiệu bán chiếc xe cái mình có anh chị. Vô bi ôm gác tay chút xíu cái con ngàn. Cái nhà dạ. Cây, dạ. Cái xe anh chị. Dạ. Hỏi câu lắc cho ngàn luôn. Dạ một ngàn. Dạ. Ngàn đô. Ngàn Việt Nam. Hỏi gì vậy? Đâu ra mà có ngàn đô. Cho hỏi thăm nha. Dễ thương nè. Hỏi nha. Có người thân. Dạ. Về quê kiếm. Kiếm hoài không được mà nghe hàng xóm nói nó ăn chơi dữ lắm. Biết dạ. Nó không? Dạ biết. Ở đâu? Ở Chí Hòa. Gì kỳ á? Cháu bà ăn chơi vậy nằm Chí Hòa chứ nằm đâu. Hỏi thăm mày phải nói tên đó họ à, cốc ổi xoài hay là đứa hình đứa ảnh gì. Người ta biết ta chỉ chứ tự nhiên sao biết được. Quên, thấy trai đẹp mới quên sương à. Xin lỗi, có hình cầm sẵn trên tay nè. Đâu? Nè. Trời ơi trời, nãy giờ sao không chịu đưa? Biết hả? Dạ thì biết mà. Trời ơi, đâu chưa biết nè. Mít tờ đàm chứ ai. Nhìn cái tóc là biết mít tờ đàm rồi. Chà, lúc này bà đặt hút thuốc rồi nữa kìa. Thuốc đâu? Đó, chơi lần hai điếu á. Này đâu phải thuốc. Cái gì? Răng. Úi trời ơi, răng này dài thế. Mô đen vào răng thỏ. Phải không? Phải. Chứ rồi bà không chạy ra vào cháu tôi, nó nổi tiếng vậy ta. Mít tờ đàm có nghĩa là đàm dính hơn. Ủa đâu phải? Hả? Cháu tôi đâu phải tên Đàm Vĩnh Hơn, ở nhà nó tên khác. Dạ tên gì? Đàm Bù Tọt. Bà đó cháu bà tên gì? Đàm Bù Tọt. Còn bà? Tên xấu không nói đâu. Tên gì? Đàm Thị Ẩn Ư. Trời ơi cô út. Cháu là Bù Tọt đây nè.
tọt hay sao? Dạ, ba của con là Đàm Văn Cấp, má con là Trần Thị Ếch, con là Bù Tọt đây. À, gia đình cóc nhái ở nương đây mà. Dạ. Con tàn quá nhìn không ra. Trời ơi. Cô thương con. Cái gì vậy? Dập trái cây. Trái cây đâu? Nguyên mâm nè. Dập có tiền đền không? Con còn nhỏ, con nói gì con không hiểu. Trời ơi, ông mà nhỏ, ông là thấy trái cây ông lột ra, ông chấm muối, ông vọng ra, ở đó mà nhỏ. Trời ơi, mặt cái ác vàng vậy. Trời ơi, cô về hồi nào? Hả? À, cô về á. Sao không cho con hay ra, con đem xe ra đón cô. Hả? À, con có xe hả con? Taxi. Taxi nói làm chi? Dạ, trời ơi, con liên lạc với cô hoài à, mà con không thấy cô trả lời. Mà ở trong cái điện thoại nó nói gì đâu không, có bà nào bà nói cái gì á. À, nói gì con? Bà nói là thuê bao quý khách vừa gọi, cả đời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng, hẹn kiếp sau. Tán chồng cái vợ, xạo. Nghĩ sao tiếng Iraq mà có hẹn kiếp sau. Kiếp này tôi kiếm ông từ hôm bữa tới giờ đây nè. Cô tìm con. Ờ. Cô có đi tìm con không? Trời ơi, cô tìm con cùng đường, cuối hẻm với con ơi. Ở đâu cô cũng tìm hết đó. Cô tìm con mà tìm con ở đâu? Qua lối nhỏ vào nhà. Dạ thưa cô, tiền của cô gửi về cho con không dám ăn xài gì hết trơn á. Con dành dụm vốn liếng, con làm ăn mà bị tụi nó giật hết trơn á. Trời ơi, con chút nào. Mày làm cho tao ngu vậy, tao về tao hỏi hết rồi. Mày làm ăn hồi nào, mày ăn chơi, mày đập đá, mày hút sách, mày xì ke. Mấy cái chuyện đó cô đừng có la ở đây. Hình sự rồi cái bệnh này nó hốt con sao? Trời đất ơi! Mày nghĩ sao? Tao cô mày, tao không chửi mày, mày tao xì đó hả? Mày xì ke tao, mày xì ke chứ sao? Mày ăn chơi tao cút cung thật vậy. Tao làm tao gửi tiền cho mày. Bây giờ tao mày nói chứ? Tao cực khổ quá mà. Bây giờ có muốn quậy phải không? Có quậy bằng tuổi không? À, xì ke rồi quậy chi, thở như chó già. Lấy cái lưỡi vô ông nội mày xì ke. Xì ke cũng có danh dự của xì ke vậy. Trời ơi, ông ơi, ông tàn tạ vậy còn danh dự cái gì nữa ông? Nếu cô cảm thấy rằng có thằng cháu mất danh dự, cô đi luôn đi, đừng có về Việt Nam nữa. Đuổi tôi hả? Tôi về tôi kiếm từ bữa tới giờ, giờ đuổi tôi phải không? Không phải đuổi. Trời ơi. Lấy cái mỏ vô. Trời ơi, mỏ y như cá chùi kiến vậy à. Nhìn thấy mà gớm. Được rồi, đuổi tôi phải không? Đuổi tôi thì tôi đi. Người phụ ta rồi có phải không? Cớ sao lấy bò cháu đi rặt? Trời đất ơi, nó rặt cái muốn chết luôn vậy đó hả? À. Sao hát Iraq mà tự nhiên qua Iraq? Dạ hát không nổi ha. Hay quá ha. Dạ. Nói tôi sao? Hả? Bây giờ còn về đây còn đuổi tôi đó phải không? Tôi qua bển tôi cực khổ, tôi bán từng lít dầu chứ không phải tôi bán sỉ đâu, tôi bán lẻ. Tôi thổi dầu mà cái giọng tôi giờ nó khè té ớn vậy đó. Bây giờ tôi phà lửa ra cái là như muốn lửa luôn nè. Vậy bà đuổi tôi phải không? Biết rồi.
Tại cô thấy con nghèo quá, cô khi dễ chứ gì. Cái gì? Ở đời này nghèo giàu là cái chuyện bình thường. Người ta giàu, người ta đi xe hơi, người ta uống bia ôm. Con thằng này nghèo, đi xe ôm uống bia hơi. Chà, rành quá ta. Nói thiệt thì cô đừng buồn nha. Cô có việc về Iraq mà bán dầu mà sống đây. Con cháu ra, bỏ nó đi. Mày chết rồi à? Tôi đó, quay hết. Mày chết hay cãi cha mày. Mày á, mày đuổi tao phải không? Tao điên cho mày coi. Mày đừng có hát hò vậy nữa nghe chưa. Mày đừng có dụ dỗ tao nghe chưa. Nam mô A Di Đà Phật. Hả? Hát nữa hả? Nam mô A Di Đà Phật. Chuông đổ chùa xa. Trời ơi, nó chuẩn bị hết trơn trời ơi ông ơi. Chiều tăng trường về thì điệp cũng lạc chúng bước. Hai đứa bay định đi đâu? Cuối nèo đường đi. Tao quánh một cái bây giờ á, nghĩ sao mà chuyển qua hát lan và điệp với tao. Mày dụ tao hả? Mày biết tao thích hát nhạc rồi mày dụ tao phải không? Nín. Khổ quá. Xạo xạo không à? Con muốn lên chùa tu quá. Trời ơi, đi vô chổng cho hư chùa người ta hay gì vậy? Chùa ta yên năng lạnh vô chổng làm gì ông? Con muốn làm lại cuộc đời mà không ai cho con cơ hội đó. Không ai dám cho hết trơn á. Chỉ có cô thôi. Bây giờ cô trả nợ giùm con hết đi rồi dẫn con đi cai nghiện để con làm lại cuộc đời đi cô. Thôi đừng có xạo quá, hứa với tôi ngàn lần là bao giờ làm đâu. Tôi thề với con cô kỳ này luôn đó. Cái gì? Thôi thề hoài à. Thề mình tôi không có giá trị đâu, ở đây có khoảng 4.000 người nè, thề dưới đây đi. Gì? Con tự nhiên thề người ta? Chứ sao nữa, người rủa đâu chết, 4.000 người rủa mới chết. Mà mất mớ gì thề người ta? Chủ nợ không đó ông. Hả? Hát xong là ra làm sao, bu nó quánh liền đó. Chủ nợ gì đông chứ vậy? Đó, 4.000 chủ nợ chứ nhiêu. Cô nói sao chứ có con nít không lẽ con thiếu nợ luôn con hả? Con bà chủ nợ, bà cười to nhất, bà mừng lắm á, bắt được ông rồi đó. Dạ. Dạ hứa chưa? Dạ, con hứa với cô đây. Hứa đàng hoàng coi. Dạ con hứa với cô đây. Hứa vậy. Tôi hứa từ đây bác bày chỉ kẻ thứ bò. Cố gắng làm năng để được bà con mến yêu. Còn thương cầu này cũng tha thứ. Cuộc sống làm người có hay nhớ. Phải sống cho nhau vì nhau tất cả tương lai ngày mai. Phải sống cho nhau vì nhau tất cả tương lai ngày mai. Phải sống cho nhau vì nhau tất cả tương lai ngày mai. Phải sống cho nhau vì nhau tất cả tương lai ngày mai. Yeah. Thôi má, hết vậy? Nhạc người múa hoài. Ủa hết hả? À? Thấy sung quá. Việt Hương, Bảo Chung kính chúc tất cả quý vị được ăn khang thịnh vượng. Bạn sự nhí, xin chào tạm biệt.